Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì đã rất là lâu rồi cô chú anh chị và các bạn hỏi em là có cái luồng nào mà một cặp tầm khoảng từ hai mấy triệu không đó, mà nó đẹp nha. Nhưng mà em nói với cô chú anh chị và các bạn nha, nay có nè đó, lâu lắm mới có nha. Chứ mà bò mà rẻ hai mấy triệu một cặp cũng có, nhưng mà nó không được đẹp. Hôm nay em muốn gửi đến bà con cô bác anh chị một cái đồi bò, cái nói chung là thuộc về cái dòng Bosin ha. Rúng yếm thì nói chung là bài bản luôn. Mình nhìn từ cái dậu nè, mình nhìn từ cổ dài xuống dậu, rất là đẹp đúng không? Đó, và con kia cũng vậy. Nói chung thì cái hai con bò này thì mình thủ đi. Móc điện thoại ra, bấm sẵn số điện thoại của em 0383777696. Đó, chuẩn bị để đó gọi, kêu giá lên là bấm gọi liền. Tại sao đôi bò này vừa rẻ mà vừa đẹp, 29 triệu mà nó đẹp tầm này đó, size tích hoàn toàn nghiêm chỉnh, không giảm giá, không, nói chung là ok, hoàn thiện đầy đủ phụ kiện, rúng yếm lạch phạch luôn. Ở đây thì cô chú anh chị các bạn thấy nè, đó, hai con bò này vừa túi tiền, hai con bò này là phải gọi là rất là hợp lệ luôn. Mình thấy không, chân móng nè, rúng là rúng chiền, khoảng 4,5 rúng. Mặt nè, đó, chân móng nè, khỏi chê, vú chà bá luôn, size tích nghiêm chỉnh nè, đó, 29 triệu thôi, gọi ngay và liền. Kế bên con này giống như là siêu mẫu, siêu mẫu luôn, thấy dàn rúng chưa, ngừng tại chỗ này, xin 3 giây chia sẻ, đó, chân móng là móng sò, ha. Sái tích nghiêm chỉnh luôn. Coi nè, con này bay lớn vậy mà bay đặt cái đu bẹ nó chứ. Đó, thấy không? Đây. Chân móng, rúng yếm, sái tích nói chung là rất là ok. Coi nè, chấp mình nè. Vậy không mua, mua gì trời. Quay mặt qua đây. Đúng rồi, quay mặt qua đây. Đúng rồi. 29 triệu, gọi ngay và liền cho em đi. Thấy chưa, thấy cái điện thoại rung luôn, chưa thấy có một cuộc gọi nhỏ nào. Đây, chân móng nè, sái tích nói chung là rất là đẹp, đẹp tới nỗi mà cái dàn rúng nó còn đẹp mà hỏi sao mà đôi bò này mình không mua. Có 29 triệu rồi cô chú anh chị các bạn, 29 triệu. Nếu như mà trong cái tầm tay của em không bán giá này, nói thiệt em kêu tròn 30 luôn. Tại sao đôi bò này đẹp mà nè, cô chú anh chị các bạn thấy không, rúng nè, chân móng nè, kịch cộm, chân móng là nói chung là xương sóc rất là ok. 29 triệu, tính ra có 14,5 triệu con thôi, mà đẹp tầm này mình không mua, mình mua con bò gì bây giờ cô chú anh chị các bạn, đúng không? Đó, dầu yếm khỏi chê vào đâu được. Nhấc máy lên và gọi ngay cho em, số điện thoại em để trong hình. Bò này em nói thiệt chứ em khỏi đo thì cô chú anh chị các bạn cũng mua, quá đẹp. Nè cô chú anh chị các bạn coi nè ha, bây giờ em sẽ sử dụng cái thước như thường lệ, em đo thử. Bò này khoảng 1m1 bò, cực kỳ yêu thương. 29 triệu thì cô chú anh chị các bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhắc máy lên và gọi ngay cho em, số điện thoại em để trung hình. 29 triệu thôi, cặp bò này quá yêu thương. À, 1m1 luôn, 1m09. Đó, 29 triệu là cái giá phải gọi là cực kỳ thơm, đẹp, rẻ. Lâu lâu mới có kèo này nha. Gọi ngay cho em đi, xem mà điện thoại em nãy giờ chưa thấy cuộc gọi nào hết trơn. Đó, rồi thì bây giờ em cũng không biết nói gì hơn là muốn nhắn nhủ với bà con cô bác anh chị là cái đôi bò này mình nên mua ngay và liền. Bởi vì nó quá đẹp mà nó quá rẻ. Không có tì vết chỗ nào hết, chân móng hoàn thiện luôn. Khi mà giao bò đến thì bà con cô bác anh chị sẽ được quyền kiểm tra con bò trước khi thanh toán, cũng như là chúng ta sẽ được dẫn con bò đi tới đi lui để có thể coi thử coi nó có hoàn thiện không, rồi mình mới thanh toán tiền. Rồi thì bây giờ anh xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại huyện Ba Tri. Bên đây để ghi hình đang bán một không phải là một con mà là một đống. Đó, rất là nhiều bò. Ở đây có 3 con bò Angus ha. Đây, trước mắt cô chú anh chị và các bạn là hình ảnh của một con Angus siêu đỏ. Con này thì thuộc về cái dòng Angus. Nói đến Angus thì chắc có lẽ là cô chú anh chị và các bạn chúng ta biết được cái giống bò này là giống bò gì rồi ha.
giống bò này thì không có xa lạ gì với quý bà con nữa. Giống bò này là thuộc cái dòng giống bò siêu sữa và là siêu thịt. Siêu sữa là như thế nào? Siêu sữa có nói là một cái khả năng tiết sữa để nuôi con sinh sản rất là đặc biệt, rất là mát sữa ha. Dòng này là thuộc về cái dòng đầu trụi ha. Rúng yếm của con bò này rất là đẹp luôn. Con này có một cái vàng rúng bảng tầm khoảng từ 4 phân. Chân móng ở đây nè. Đó, dậu yếm nè, đầu trụi, dai lực, thùng lớn nha. Con này thì nó khoảng tầm khoảng từ 10 cho tới 12 tháng tuổi. Con này sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đó, và con bò này đang được bán với cái giá là 24 triệu. 24 triệu từ 10 cho tới 12 tháng tuổi ha. Đây, con này thuộc về cái dòng Angus siêu mát sữa. Chân móng ở đây là móng sò. Bà con, cô bác, anh chị có thể thấy trực tiếp qua cái video của em nha. Chân móng ở đây là móng sò, rúng ở đây là rúng bảng 4 phân, chân trước nó lưng dai lực. Góc cạnh này bà con, cô bác, anh chị chúng ta có thể thấy được cái dàn xương dai của nó rất là lực. Hoa bự, có hoa bự nha, hoa bự xương chậu thì rộng. Nói đến cái dòng Angus này thì bà con, cô bác, anh chị chúng ta biết rồi, nó rất là mát sữa ha. Ở đây chân móng của con kế bên cũng là móng sò, chân móng sò này. Bà con, cô bác, anh chị chúng ta coi cho kỹ và rõ ha. Khi mà em quay phim thì chắc có lẽ là cô chú anh chị các bạn cũng nhìn rõ kỹ con bò rồi ha. Ở đây thì con kế bên thì chân móng cũng vẫn là móng sò, nó cũng vẫn là cái dòng Angus siêu đỏ. Angus siêu đỏ thì rất là mát sữa nha bà con, cô bác, anh chị. Nói đến cái dòng Angus siêu đỏ này thì cô chú anh chị các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video ha, là hình ảnh về chân móng rúng yếm. Con này rúng bảng cũng khoảng 3 phân rưỡi 4 phân à. Đó, sái tích của con bò này cũng nghiêm chỉnh, mặt mày là ok, đầu trụi tướng tá rất là rỗng rảnh luôn. Dậu yếm thì là phạt. Con này cái chỗ này là cái chỗ mà nó nằm nó cọ vô đan á. Chỗ này là cái chỗ đan nha, nó nằm nó rụng rụng lông á. Nó nằm lên nằm xuống thì cái đó là cái xương ha. Rồi nó cọ rụng lông rất lông. Bà con, cô bác, anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để chúng ta có thể chốt những con bò ở đây. Cô chú anh chị bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video ha. Bò ở đây thì em giao đến thì bà con, cô bác chúng ta vui lòng kiểm tra kỹ coi nó có giống trong hình hay không. Nếu như mà không giống mẫu mã trong hình, hoặc là chân móng của nó có vấn đề về gì về chân móng ha, như áp xe hay là xuống rúng xuống ruột gì thì cứ liên hệ ngay với em. Ở đây thì bò này thì con này thì đang được khoảng 14 15 tháng tuổi, con này chuẩn bị lên giống nè. Con này chuẩn bị lên giống nha. Đó, chân móng ở đây là móng sò, rúng thì rất là ok rồi. Con này sái tích, sái lưng cũng nghiêm chỉnh luôn. Con này sái lưng nghiêm chỉnh nha. Đó, bà con, cô bác, anh chị chúng ta cũng có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Em quay là phải cận cảnh và những cái góc cạnh thì phải rõ ràng. Em bán ở đây là em bán giùm, bán công khai, chứ không phải là em bán che đậy. Rồi nói chung là những cái chỗ nào khuyết điểm thì em che đậy lại, không có nha. Em quay phim thì đặc biệt là quay thì phải rõ ràng, sắc nét. Sái tích của con này thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, chứ chị bạn thấy không? Lưng dai lực, con này vẫn là Angus. Con này thì nó mới được có 8 tháng tuổi thôi ha, nhưng mà cái giá của con này thì nó nới nè. Con này nó 8 tháng tuổi nhưng mà nó đẹp nè. Cô chú anh chị bạn thấy nó đẹp không? Nó đẹp ở chỗ nào thì chắc có lẽ là cô chú anh chị bạn cũng có thể thấy trực tiếp qua cái video rồi. Con này cũng vẫn là thuộc dòng Angus siêu đỏ, chân móng là móng sò, rúng này là rúng bảng 3 phân. Chân móng trước vẫn là móng sò, đây rúng bảng 3 phân nha. Con này 8 tháng tuổi, chiều cao nó dao động tầm từ 1m15 cho tới 1m2 ha. Con này khoảng 8 tháng tuổi và giá bán của con này có giá bán là 18 triệu. 18 triệu cô chú anh chị các bạn. 18 triệu là một cái mức giá phải gọi là rất hợp lệ để cho bà con, cô bác, anh chị chúng ta mua về nuôi phát triển kinh tế. Con này là thuộc về cái dòng Angus siêu đỏ nha. Chân móng đây là móng sò, rúng đầy đủ. Bà con, cô bác, anh chị cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay với em. Ba con bò ở đây đều là ba con bò trụi nha, đầu trụi ha. Đầu trụi thì con này mặt mày cũng là đầu trụi nè. Đó, sái lưng nè. Sái lưng thì nó nghiêm chỉnh ha. Bà con, cô bác nào cảm thấy thích liên hệ ngay và liền với em để chúng ta có thể chốt được những bò này mua về nuôi phát triển kinh tế. Ở đây thì hai con này mỗi một con có giá bán là 24 triệu. 24 triệu một con. Cô chú anh chị bạn nào thấy thích con nào thì liên hệ ngay với em con đó. Và con kế bên đây là cái con mới 8 tháng tuổi thôi. Chiều cao nó dao động tầm khoảng từ 1m18 cho tới 1m2.
À, con này giá bán nó là 18 triệu. Cái dòng Angus thì mình biết rồi ha, nó đặc biệt là có khả năng tiết sữa để nuôi sinh sản rất là tốt. Và nó là cái chất lượng thịt của nó so với nước ngoài á, là nó chỉ đứng sau con bò Kobe thôi. Nó tại vì nó là thịt dạng mà thịt tầng, thịt mỡ nhưng mà thịt tầng. Nó tầng mỡ, tầng thịt, tầng mỡ, tầng thịt. Nó thuộc về cái dòng, nó thuộc về là cái dòng bò bên Úc á cô chú anh chị các bạn. Đó. Đây là những con bò phải gọi là được lai tạo ở Việt Nam nhưng mà cái nguồn gốc là ở bên Úc. Bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em mua, có thể mua 3 con bò này về nuôi phát triển kinh tế. 3 con bò Angus nha, con nào cũng là siêu đỏ. Đó, bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay với em, thì một chút xíu nữa em sẽ cập nhật ngay và liền về cái chiều cao thật của những con bò ở đây. Nãy giờ thì em cập nhật những cái tháng tuổi cũng theo cũng như là những cái hình ảnh để cho bà con cô bác anh chị người ta quyết định mình có nên mua hay không. Còn cái chiều cao thì một chút xíu nữa em sẽ sử dụng cái thước như thường lệ và đo thử chiều cao cho bà con cô bác và quý anh chị người ta nhanh nắm bắt được. Nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay với em để chúng ta có thể chốt được 3 con bò này. Từ chân móng hình ảnh thì bà con cô bác anh chị có thể thấy qua video của em rồi ha. Giá thì em cũng đã báo rồi. Cô chú anh chị chỉ việc quyết định coi mình có nên mua hay không. Sửa dây đi anh ấy. Sửa dây cổ lại. Nên có quyết định muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em nha cô chú anh chị các bạn. Em đang có mặt tại thị trấn Ba Tri. Đó. Mọi người xem chương trình của em, nếu mà cảm thấy thích chương trình thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng hỏi được rồi. Nó xong rồi, lại cầm cái này cho anh cái đi. À, rồi. Nếu mà cảm thấy thích chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới. Còn nếu như mà cô bác cảm thấy muốn mua những con bò trên cái kênh của em thì gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình ha. À, con đò bò này thì em đón thử nha. Con này dao động tầm khoảng cách cỡ 1m25. Hàng tơi 24. Chiều cao tại phía sau khu nó là 1m24. Còn con này chắc gần 1m3 bò. Con này 1m28 ha. Con này với con này thì hai con này mỗi con có giá là 24 triệu. Và con kế bên, con cuối cùng bên đây chiều cao nó như nãy em đón cái tầm khoảng 1m17-18 ha. Để coi coi đi lên trên kia coi người đẹp. Đẹp đứng đây sau đo. Đúng rồi. Nói em lại, con này chiều cao nó là 1m12 của chú anh chị các bạn ơi, 1m11. Con này 1m11 ha. Con này thì nó khoảng 8 tháng tuổi rồi. Nó dòng siêu này, rất là mát sữa luôn. Con này giá bán là 18 triệu. Cô chú anh chị đừng có liếm. Ở liếm hồi nước phê nữa. Con này có giá bán là 18 triệu, bà con cô bác anh chị nó cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Rồi thì nãy đến giờ thì cũng đã cập nhật đầy đủ. Thứ nhất là hình ảnh, thứ nhì là thông tin, thứ ba là chiều cao, thông số của nó. Bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay với em. Giá bán thì cũng đã cập nhật rồi. Bây giờ em xin kết thúc cái video đây. Và hẹn gặp lại với chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Thân ái kính chào.